Chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người chương trình iGop Go 1 nhận tóc cần Zilot. Một tóc cần này đã list lên sàn Uniswap và BitBuy hay BitBuy. Để tham gia một chat chatbot nha các bạn. Rồi, các bạn lướt cấp trang nha các bạn. Nhập vào cấp trang này các bạn, lướt cấp trang nha các bạn. Mình đi cấp trang này quá. Rồi, tất cả các bạn lướt cấp trang xong các bạn bấm nút submit nha các bạn. Rồi bấm bắt up lên nè các bạn. Rồi các bạn bấm nút check nha các bạn. Rồi các bạn mới đăng cái video lên, giờ cái video này là chạy hết nồi các bạn. Rồi. Góp này bạn nhận 0.005 token slot khoảng 65 đô đã list trên CoinGecko. Và mình đã check là nó check list trên sàn Uniswap nha các bạn. Rồi bạn join này góp nè các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh trailer của nó nè các bạn. Một kênh, hai kênh, các bạn chọn vào nha tất cả các bạn, bắt up lên nè, dọn hết tất cả các kênh trên mạng xã hội nha các bạn, rồi theo word các bạn follow và request nha các bạn, request comment nè, rồi các bạn theo dõi nha tất cả các bạn like nè, rồi chết, bắt up lên các bạn. Các bạn like nè. iGop này mới ra nên để mình chơi xem game. Tôi quyết bị dưới game nữa các bạn. Rồi các bạn bấm test lại nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè các bạn. Các bạn bấm vào nút submit đi tên nha các bạn. Rồi các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Còn anh 1133 nè các bạn. Các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi các bạn điền tiếp tục username Telegram tiếp tục nha các bạn. Rồi bạn gửi tiếp nha các bạn. Follow submit theo word. Rồi các bạn ghi username theo word các bạn. Còn anh 113. Gỡ ra ta ơi. Chạy này hoài chắc là bên tim chết quá. Rồi các bạn chạy xíu nha tất cả các bạn. Rồi tiếp tục kêu các bạn điền địa chỉ với ETH mua với chocolate Mesa Wallet. Các bạn copy địa chỉ ETH của mình nha các bạn. Các bạn cố gắng làm iGop đi nha các bạn. Nó không vậy là ngon lắm à. Có tiền chứ phải không nên tất cả các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ ETH các bạn. Thì thường thì ai góp mới về nó không có giá đâu các bạn. Các bạn để chờ đợi rồi thì giá nó sẽ lên thôi. Về đây nè các bạn. Các bạn dán vào nha các bạn. Các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi các bạn bấm don nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào test nè. Rồi các bạn sẽ nhận thấy 0.005 token slot nha các bạn. Vậy đây là ghép của tất cả các bạn nha các bạn. Chương trình đã ghép này nó là 100 rep nha các bạn. Vậy video đây kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.